giới thiệu các bác, đây là hàng đặt, đây là hàng đặt, đây là những chú chim này, là những chú chim mà vú nuôi và mình bón rất thuần. Đó, tầm này thì được khoảng, nó đã ăn độc lập rồi. Đó, mình chỉ biết là nó rất thuần bởi vì những chú chim này là những chú chim gần như là bón từ nhỏ. Đấy, mà giống chim là giống chim thổ. Đó, có một con thì lông đuôi nó hơi có ngắn một chút thì không sao. Đấy, con đấy là con mái, con này con đực. Đấy, mình sẽ bắt cho khách hàng của mình. Đấy, rất là thuần đúng không? Các bạn thấy không? Đấy. Đấy. Đây. Đấy. Đây. Những khách hàng của mình là những người rất là tin tưởng. Họ cũng đặt trước rồi, mình hẹn cả một tuần trước này. Đây này. Họ là những người rất tin tưởng. Xe đi Linh Giang qua Gia Lộc, chuyển khoản, CK chuyển khoản. Một đôi xịn, đôi này thổ đồng xịn luôn đấy. Giống chim là phải đạch. Các bác thấy là đây là cặp đôi chim hồng nữa này. Anh em nào một con hồng nhưng mà nó đốm mơ đầu. Đấy. Còn chú chim này thì mình sẽ bắt cho các bác. Đấy, các bác thấy không? Chim bắt rất là lành. Đó. Thì về cơ bản là như vậy. Đây, mỗi con một thùng cho nó đảm bảo. Đó. Rất là đảm bảo đúng không? Mình sẽ liêm phong ở đây để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Thì các bác thấy những cái dấu hiệu của cái niêm phong này có vấn đề. Đấy. Các bác phải alo ngay. Tránh trường hợp là đổi sim hay là có rủi ro gì trên đường đi. Đây là lỗ thở. Đấy. Cái này cũng vậy thôi. Mình sẽ niêm phong. Hai cái này chồng vô nhau.
Ok. Mỗi một con chim là một cái hộp và hai con chim liền kề. Đang được trong các bạn thấy rất là ok đúng không? Đây là nội dung. Về văn phòng ở Hà Nội họ sẽ liên hệ vào cái số này và họ sẽ gửi đúng cái xe qua Gia Lộc, khách hàng chuyển khoản. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì về sơ bộ này mình sẽ có mấy cái đơn này. Đó, các bạn thấy là cũng khá là ok đúng không? Đơn này thì đây 600 Thanh Hóa. Đơn này 850 đi đâu đây, Hoài Đức. Đơn này 250 là đi Hưng Yên. Rồi đơn này đi Bắc Linh, ok, Từ Sơn Bắc Linh. Nghĩ các bạn thấy là buổi sáng của mình. Đó, mình sẽ gửi đi cho các bạn. Đây là con mồi của mình. Đấy, rất ok luôn. Các bạn nên thích đồ lạ thì các bạn nên đặt những chú cặp đôi chim hồng. Một con hồng mơ đầu. Chim này là tổ tiên của nó, có liên quan một chút đến chim Thái. Hiện giờ là thao chim gáy ra những cái dòng chim sinh sản độc lạ nhưng mà vẫn giữ được tiếng gáy. Với anh em nào nhanh tay nhanh mắt để xem một clip của ngày 14 tháng 4 này, anh em có thể đặt hàng. Còn những đôi già hơn, những đôi non hơn, cái này mình gọi là chim hồng, chim hồng. Sự lai tạo về gen tạo nên một cái kỳ tích. Về cơ bản là nó vẫn có cườm, vẫn gáy như chúng ta, mỗi độ là màu hồng, chân vẫn đỏ. Nhà thì mồi và đến hẹn lại lên đến khoảng tầm 20 ngày. 20 ngày lại có một đôi chim. Các bạn thấy ấy, cái clip trước mình cũng đã đăng cái đôi chim ở cây đào này. Và hôm nay nó lại đã có con. Các bạn thấy. Đây. Là nhanh. Hai chú. Thân thiện đúng không? Nay tầm khoảng nhanh lắm. Đấy.
nuôi đôi này nuôi nuôi con rất khéo, ấp rất tốt. Bác biết là bên trong là một con kia đang ấp rồi, cái rổ trắng trắng ở trong có một chú đang ấp rồi. Đây là chim Thái này, đây là đôi này đã ghép thành công, đôi này ghép thành công rồi. Ừ. Hôm nọ ghép một đôi thành công bán luôn một đôi, này lại ghép một đôi thành công. Đây là dàn bố mẹ. Dàn bố mẹ quá nhiều luôn. Chỗ này là 10 đôi, 10 đôi vàng của mình không bao giờ bán. Bởi vì sao? Đây là toàn những đôi thổ rất là ok luôn. Đây là đẹp mã. Đây ví dụ một con này. Chim rất là đẹp. Chim to đẹp. Này đang ấp. Còn dưới này là một dàn chim, chim bố mẹ, chim bố nuôi, tất cả nhà chỉ có chim là chim, không có gì hơn các bạn ạ. Đây. Đây. Con này là một bác mua mất con đực, còn bố con cái. Chim. Đấy. Chim bố mẹ dục. Nhà quá nhiều chim non luôn. Lúc nhúc.
Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và theo dõi video. Quý vị các bạn yên tâm khi tìm đến một cái đơn vị chính thống phát triển vườn trại để duy trì giống chim cú gáy hay. Các bạn thấy đó là những cái rất là đam mê của mình. Đó. Như em này thì hình như là lở rồi, mình cũng chưa tắm. Lở một chú thôi, hai trứng nửa một con rồi. Nửa một con này. Kia con kìa. Rất là nhiều. Thấy chim nở rất là nhiều luôn. Giờ này mình tầm khoảng 6:20 là mình phải chốt đơn hàng. Sáng buổi sáng thì 6 giờ xe qua nhà mình và 8 giờ có mặt tại Mỹ Đình. Mỹ Đình mình có văn phòng và có người làm cho mình ở đó, thì họ sẽ trung chuyển đi Bắc Trung Nam. Đó. Một dàn sướng ca. Rất là nhiều chim. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cú Gáy Hay trên Facebook và trên YouTube của Thao. Và số điện thoại là 0163 5305982. Mình phải tạm ngừng đây để mình đi gửi chim không muộn mất.